Sáng nay, quận Liên Chiểu gấp rút triển khai các phương án ứng phó bão số 13, đặc biệt tổ chức di dời dân và hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa. Tại khu nhà liền kề tổ 9 phường Hòa Hiệp Nam, phường đã vận động người dân tiếp tục gia cố nhà cửa. Riêng đối với các hộ có hoàn cảnh neo đơn, phường đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân chàng chống dọn dẹp nhà cửa, di dời dân đến nơi an toàn. Công việc này hoàn thành trước 12 giờ trưa nay. Cái lực lượng của phường á đã đến vận động, không phải là bây giờ đâu, mà từ sáng sớm đã đến là vận động, tổ dân phố cũng đi. Nói con nhất là những người già yếu tàn tật thì là phải đi đến nơi tập trung, mặc dù là nhà thì cũng có chuẩn bị một cái nơi để trốn, nhưng mà đó là những cái cơn bão nhẹ thôi, chứ nghe nói là cái bão vòng cỏ 13 này thì nó quá lớn, cho nên cái này thì cũng là một cái mà rất là đúng, và chúng tôi rất là đồng tình, cũng cùng nhau mà rủ nhau đi, mà chậm á thì cũng mời nhau mà cố gắng mà thu xếp để đi. Tại khu nhà liền kề dọc đường Xuân Thiệu 7, các lực lượng chức năng của phường đã đến từng nhà lập danh sách yêu cầu người dân di dời đến trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân tránh trú bão và cùng người dân gia cố lại nhà cửa. Đấy, đang dọn đấy, đang chống ở trên nhà buộc hết rồi đi. Đấy, thôi, rồi cảm ơn các cháu, cho bà mạnh khỏe là mừng lắm rồi. Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu cho biết, quận đã chỉ đạo các phường chủ động tổ chức việc di dân và triển khai các phương án ứng phó bão. Ngoài các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, quận đặc biệt chú trọng các khu vực ven biển, các khu nhà tạm, nhà trọ cho công nhân, sinh viên. Theo đó, trên địa bàn quận có khoảng 15.000 hộ dân với hơn 41.000 nhân khẩu được sơ tán đến nơi an toàn. Đối với phường thì công tác phòng chống thì cử các tổ công tác là cán bộ của phường trực tiếp phối hợp với bí thư chi bộ, mặt trận tổ dân phố để vận động tuyên truyền bà con chàng chống nhà cửa và sơ tán những nhà mà yếu thế, nhà cấp 4, nhà cấp 4 kiên cố thì sẽ di dời đến những nơi sơ tán tập trung. Còn những cái nhà nào mà ở trong khu dân cư mà thật sự kiên cố thì mà sẽ gửi đến những cái nhà kiên cố đó để một số hộ xung quanh lan chặn để trú bổ trong cái cơn bão số 13. Nhằm tránh thiệt hại do bão số 13 gây ra, nhất là để đảm bảo an toàn tính mạng, lãnh đạo quận Liên Chiểu yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 12 giờ trưa nay theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.